Dẫn luôn cái túi đấy. Chào anh em nhé, đây thì vẫn cái này là mồi hôm qua này. Mồi hôm qua thì gia đình tối qua đi xong lại tối qua xuống thì không câu được thì cho thằng em hai cục lăng xê thì nó đánh được một con chép. Thế là bây giờ mình trộn thêm để tối nay đi nhá. Hôm qua nắm 4 cục này, 4 cục thì đây. Mình cho nó hai cục, còn hai cục. Tí nữa mình trộn cái này xong là mình bỏ cái hôm qua vào trộn tiếp. Nguyên liệu thì nói qua nói lại nhiều lần rồi anh em nhé. Anh em có thể xem ở mấy cái video trước, đây là cái mồi của mình. Tỷ lệ trộn như nào thì anh em rõ quá rồi đúng không? Ôi khoai nóng quá. Nóng quá anh em. Quên nóng ấy. Tôi nghĩ bảy cái khoai nguội rồi vẫn nóng á. Rồi bóp nóng này thì nó hơi khoai nó đỡ bị ấy, nó đỡ bị cục, nhưng mà bỏng tay lắm anh em ạ. Chính thức hôm nay mới là cái buổi đi câu đầu tiên này sau dịch. Hà Nội chỉ thị 16 này. Ra ngoài không có giấy tờ gì là dắt đít hai củ thì ra ngoài. À, ok, nó đều đều rồi, nó cũng đỡ nóng rồi. Thơm ngon, bổ dưỡng. Bây giờ là trưa nhá anh em. 1 giờ, cũng không phải là trưa, 1 giờ chiều rồi. Trộn đến 6 giờ tối thì đi anh em. Câu tối thì nó không quay được mấy cái cảnh, nó rút máy, rút nước thôi. Nhưng mà cố gắng làm sao quay được nhiều nhất có thể anh em. Mồi câu lăng xê thì còn 1 cân thôi anh em nhé. Anh em nào lấy thì bảo còn 1 cân thôi để bữa sau hết trộn được cái đợt mới. Đây, rồi ok chỗ này. Khoai chỗ có bóp nóng tí thì nó tơi tay nhưng mà nóng quá. Đây cho cái mồi hôm qua vào anh em nhé. Cái mồi hôm qua đến hôm qua màu nó cũng như này, hôm nay nó lại chuyển màu khác này. Nó khá nhiều. Hôm nay câu khả năng không hết được mồi.
ok rồi. Wow, nhiều mùi quá anh em. Cả hôm qua lẫn hôm nay hộp còn nhiều này, cô không thể hết được. Để cô không hết thì lại bỏ ngăn đá thôi. Nó bỏ ngăn đá tủ lạnh. Hôm sau câu. Hai cục hôm qua lại cho đây, tối không phải nắm xuống thì được ném thôi. Ok anh em, mình đi rửa tay chân, rửa chậu. Ra đến hồ thì mình quay phim tiếp anh em xem. Chè nước đàng hoàng nhá các cụ nhá. Anh Tích, anh bảo câu chỗ nào nhỉ? Sang bên chỗ công đoàn lần trước đấy á. Anh Tích bảo câu đoạn bè này à? Ô, Linh mang có một cái cần rút à? Ôi, thế anh tưởng em mấy cần đâu, mình mua mẹ hai cái vé, không thì mua mẹ một cả. Đồ bơ. Mấy lạng? Con này chắc tầm hơn cân. Hơn cân à? Đây Phật, đây Phật đây. Lắp 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 Phật rồi. Tay có nước lèo tối hôm qua có khác bây giờ, sờ sờ phát dính ngay. Thế đều. Đây, có bị đỡ đồ bơi nhanh chứ. Bơi ngang có khi nào nó quấn vào đây không? Mười bốn phút. Không, cái này là 8:10. 14 phút, đúng 14 phút. 14 phút là con đầu tiên, không biết là con gì. Ơ, à, mắc vào lưới. Trôi, mắc lưới. Nhỏ. Được. Cứ để đấy vật tạm được mà em ạ. Vật tạm được mà, không sao đâu. Được không? Đây. Thôi em ơi, Linh em không nó quái đấy, nó giật một cái nó quái đấy. Được rồi, được rồi. Okay. Cẩn thận này, vớt thì con đầu tiên kiểu gì không để cho nó mất nhá. À, phong thủy, phong thủy. Vững cái đầu, thôi, bỏ đi, để anh. Đưa đây anh vật cho. Đây. Đây, đây được rồi, Linh nó vật được. Một tay vật được. Chuyên gia đi câu trộm mãi. Để câu trộm mãi hết rồi. Thôi. Hôm nay phải được 7-8 lạng rồi. Được. Gì mà không được. Được thử. Chắc lẽ không kìm được.
Anh Tuấn Anh mở thùng lấy cái túi đựng cá, túi xanh. Không biết anh có mang kìm không nha. Ê, cẩn thận nha. Đấy, em biết rồi, rồi, em biết rồi, em biết nghiệm lần trước. Lôi cần nhỉ. Mình đang ngồi im mà thấy không nhảy 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 con chưa nghe tiếng. Bỏ 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 một túi vào đấy. Đã khai trương từ mới nữa. Đấy, khai trương từ mới nữa. Nhưng mà đi lại thả túi chỗ này mùi. Dã mang mang ra cái bờ góc này. Mang ra bờ góc, bờ góc. Tạm thời một con chưa chết đâu. Một con đầu tiên suối hai ba vì mắc quát quái á, mắc quát quái rồi. Vừa giết cần phát xong em thử thả ra xong tí nó có giật lại được không. Dính con thứ hai thì mắc bắt quái à. Rồi, mất toi, mất cái lăng xê, không tiếc, mất tiếc con cá, mất bốn cá. Có mất quá à? Hình như anh lại không không mang quá nữa rồi. Em cuốn vòng quanh dây đâu. Dưng, anh thấy không, mẹ cá bé như này nó nhiệt động cước phát anh muốn biết rồi. Quay ngang em. Lấy cái túi quay ngang, quay ngang. Quay ngang ra thì lúc sau lên video thì nó mới rộng được hết màn hình. Cái túi đựng cá đấy kìa, em kìa. Nó cuốn vào cần này rồi, chết mẹ rồi. À thế từ từ để em ra, em nhân cần. Thôi bé quá nó tụt. Thế thì cho vào cái kia. Cần đéo luôn. Ông giữa đấy cho cá ra. Luôn. Giống như gì hôm trước, ấn từ lấy giờ quay, tưởng không quay, có quay đấy đâu. Không cần phải anh bắt con cá. Hay để em quay máy em cho sáng. Thì em gửi qua Zalo cho. Đấy, ôi. Chống rung luôn. Thoải mái luôn. Nó đá mây nó làm nó chống chói quang học luôn đấy. Ui dì, nét thế nhỉ nhỉ, nó lại cần cân màn hình. Ủa chán đời. Đây lại còn cái đầu cần đúng đây, nó cho vào đây chống đổ. Ui trôi trôi với nhau không nổi rồi. Cần thì dính toàn bị mắc lưới bắt quái, ống bơ dính thì lại lôi lên được thế nào. Nó chạy ra cần này à, được.
xuống gầm, xuống gầm. Ê, ê, vật, 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 vật cái dây ở cái cần kìa. Ê, không biết vật rồi, đây đây. Vật. Cặc que. Cái này nhỏ hơn mấy con kia. Xui là được rồi, xui hơn dứt. Cũng phải như cái tầm khớ khớ Hồ Vân đấy chứ đùa đâu nhỉ. Móng ngược à? Dối à? Biết bọn nó giải mắt quái đây cứ kiếm ăn đâu nó giải lắm nhỉ. Tết vào như vừa đan lên cá nó dậy, nhất là những cái con nào vừa vọt cá mà nó dính một lưỡi xong bắt đầu nó dậy hồi sợ. Đá hồ cơ. Vợt em ơi. Chép à? Nhỏ. Chép à? Mắc vào cái bèo. Ôi, em vớt đừng có vớt như thế. Cắm cái đầu vợt xuống sâu đón lên xong. Đấy đúng rồi. Em vớt như thế là anh chép nhỏ anh ạ. Thế nó lùi cần cũng sướng, mình được quả dòng thì lại đáng nghe điện thoại. Ai chán đời. Đấy quả. Ui, con này được đấy, con này được đấy. Từ từ vợt vợt em từ từ không mắc vào vợt là mất đấy. Nhấc cái vợt lên đã. Ai da. Được, ngồi đây đánh cũng được nhỉ. Anh nào anh đang định bấm bụng anh thử ra cái bãi kia anh nắm thử đi Linh. Ngay đầu ngoài cần tí. Ôi con này nó vậy đúng là đám bùn.
hai con liền anh em nhá. Ôi, con này khá nhá. Con này khá. Này được. Con này con gì? Trôi. Trôi. Nhéo thả này chứ. Đừng cẩn thận nhá. Con này cũng khớ phết đấy. Lăng xê nó lại hợp lý cơ. Mới đang ngồi tự dưng cứ thích phạch. Đang mà ngắm ấy. Con này chữa anh ạ. Ờ, con đây chữa. Nó bùng to cành. Anh em ơi. Tiếng nhá. Được 7 con rồi, còn bong mất 2 con. Hai con nó kéo lưới bắt quái nhá. Rồi để đi lắm mồi đã nhé. Lúc thì ôi con này nó vây đúng một đám bùn. Hai con liền anh em nhá. Ôi con này khá nhá. Con này khá. Này được. Trôi. Nhéo thả này chứ. Vật đây cũng khớ phết. Vật đây. Vâng. Đây, đây. Con thứ 8. Con thứ 8 anh em nhá. Cùng một lứa. Ui giời, cái con này bị hâm à? Nó nhìn thấy cái đầu vượt nó dẫn. Thì nó mắc mấy lưỡi thì khá là mắc nhiều rồi. Lên nhá. Con này đón đầu là Vinh à? Đầu vào. Được. Đầu tuần hơi chú cho con thì phải nhít cả. Em phải túm giữ chặt con cá xong là mới gỡ lưỡi. Càng tay ra giữ không cho nó dễ đấy em. Gỡ cái mồm. Dẫy lưỡi nó đóng vào tay là mệt lắm ấy. Vất vả lắm nhỉ. Bắt cá ra trước không nó dậy. Bắt cá em bắt cá thả đi. Dậy. Nó dậy lưới nó lại đóng vào tay rối lung tung nhỉ. Đẩy cái túi cước thì chắc là phải 2 tạ nhỉ. À, ok. Con này em xong rồi chưa kịp nóng đít. Chưa kịp nóng đít ngồi dính luôn. Ấy ra, ủm mà. Ấy ra, con này to đấy. Anh xuống, cầm cái này. Cầm qua anh. Double kill. Double kill. Lao cả kỷ lục. Cần bên kia gieo tiếp nữa thì. Nó dính một lưỡi ở lỗ đít rồi thì đấy. Ôi, khốn. Con này dính nhiều với báo việc ăn khỏe. Con này cũng to đấy. Bữa ném xong chưa kịp ngồi ống đít.
Double kill toàn là hai con một phát này, chết rồi. Có chipper đấy em mà. Để máy kia rồi. Cứ bỏ ra xong phát dính hàng. Ôi giời. Nó định lôi vào trong. Nó kéo vào trong đấy em thả trùng cái là nó lại bơi ra ngoài mà. Mắc vào đấy à? Em thả tay ra cái là nó lại lượn ra ngoài đấy. Mắc cái bèo ấy. Từ từ. Vừa thấy nó giật cái đấy. Cái này cũng dính luôn rồi. Đấy, cái trùng trùng là đang đổ rồi. Come on.
Mất rồi á? Chắc nó đổ bờ ấy. Nó đổ bờ nhanh quá, vào đến cái cần kia kìa, giật giật đầu cần kia. Hêu, mất rồi. Mất rồi à? Ui con to nhỉ. Thế nó díu 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 díu. Ống bơ đại hiệp. Cần gì phải cần. Dính nhất vào cái kia. Trôi. Trôi. Chép à? Chép mấy bướm. Ui giời. Dây của cuộc kia bị mắc rồi, em luồn qua bên kia thoát để đỡ phải ném lại. Vâng. Con này thì mấy lạng? 2 lạng, 3 lạng. Thế mà cũng lồi như người lớn liên tục này. Dính này anh tôi vượt à, quay phim tốn tiền lắm. Ôi anh mang cả sạc dự phòng cơ. Em cũng mang cơ. Thế nó loanh quanh đến 17 con này đấy nhỉ? 17 con đấy. Mấy thằng kia ngồi kia tôi lục rồi. Đấy là cẩn thận đó. Phao vào cái túi này. Ôi thôi băng rồi. Nhìn thấy vẫn lặng lặng, chêu ai. Trời choi, đòi đòi cướp, bố láo thật. Bớ mà thả thả bố lôi mày lên luôn. Ôi giời, thế này thì không thoát được. À. Chạy những người lớn. Lấy lăng xê đóng vào mồm. Lôi bá lên. Cái đóng vào lưng nó lôi luôn lên được, không phải vật đâu. Đây cho vào hỗ này. Cẩn thận thế. Tại một cái nó đóng vào lưng nữa. Đúng rồi. Em nhìn thấy thế rồi. Bung luôn à? À lên vẫn dính cái ở lưng. Úi giời, Santo lại trôi rồi, lại trôi rồi. Này cần ăn nguyên đồng bơ thì cần không cần. Cần không cần thiết. Bung à? À đây vẫn vào đổ bơ. Bướng nha. Wow. Xem TikTok lắm thẳng thì nó vượt cá ngu. Làm ra cái cá to vượt ngu như bò ấy. Ứng hàng trước, ứng hàng trước. Dạ. Xoay tái trước 2 con. Này được con rô phi. Ớm. Ê có quả đấy ném ngay gần để ăn Linh nhỉ? Quả gì ném xa quá. À. Ta được khoảng 10 mấy con, 17 con chưa nhỉ? 16, 17 con đấy nhỉ? 14 con. Tầm đấy, tầm 16, 17 con. Đủ lắm mày lên đây. Suối 2, Ba Vì có con bò vàng nhá. Lại được cá, lại được rô phi à? Ừ.
nhiều hàng lắm rồi anh em ạ. Cá thôi, bọn này chưa gọi được hàng. Thôi không quay nữa, đến lúc nào về thì quay anh em nhá. Nhiều lắm à, quay nhiều chán. Cắm đẹp nhỉ. Ôi, chữ chín này. Mày các cụ ăn chưa? Chiều bố 2 giờ rồi. Anh em, sản phẩm từ sáng đến giờ đây. Nó nhảy ra không? Không giật luôn mấy cái túi này. Cho mà. Này thất thu anh em ạ. Nướng mất 2 con này. Có phải đập chết không? Em cứ để đấy, về con nào chết chết. Nhiều con to hết này. Nha. Yeah. Miệng túi hơi bé nhỉ. Đổ nó cái bên nọ cái thùng giả bên kia. Ăn C nha các cụ nhá. Chuyên trôi nhá. Dập luôn cái túi đấy. Đây sản phẩm ngày hôm nay các cụ nhá. Chuyến trôi nhá, lăng xê của tớ, mồi của tớ lốt. Mồi té đây. Thôi về anh em nhá, hẹn anh em ở các cái video sau. Ok. Anh em giải tán đây. Suối 2-3 vì các cụ nhá. Ok anh em, tạm biệt suối 2-3 vì nhá. Hẹn anh em các cái clip sau. Ui chợ. Về thôi. Hai cô em đang khiêng cá trên kia. Lăng xê, mồi lăng xê vẫn còn nhá, anh em nào lấy bảo mình nhá. Anh em nào lấy cho mình cái số điện thoại, thế là ok. Mình gửi đến tận nơi cho. Lúc đi hào hứng, giờ về mệt quá anh em. Đám nhá, 9, 10, 11, 12. 1, 2, câu 5 tiếng anh em nhé. Hết mồi về chứ không phải là cá không ăn nhé. Anh ơi. Hết hơi. Nước cho vào cá. Sợ là sốc em ạ. À.